Rồi bây giờ mình sẽ lấy web bất động sản này, đây web bất động sản đây. Bây giờ mình sẽ tự web của mình sẽ làm lại web bất động sản này ha. Làm như thế nào? Tôi sẽ làm sơ sơ cái sườn thôi ha, còn không có làm chi tiết hết. Chi tiết hết thì các bạn có thời gian để các bạn focus vô, các bạn làm. Tôi sẽ làm hướng dẫn các bạn cách làm thôi. Thì đầu tiên là mình phải có cái sụt mình cài sẵn Blackstone vô trước ấy, phần cài đó không nói, còn ai cài cũng được thì liên hệ tôi như tôi cài cho nó. Giờ đầu tiên phải đăng nhập vào quan quản trị ha, nhập quản trị rồi sau đó mình mới làm được. Thì cái logo này sale lại nè, logo lấy được rồi, sale logo về ha. Đây tôi sẽ đặt bỏ desktop đi, tôi để là new folder này, đây là bất động sản đúng không? Đúng không? Rồi một cái vô em về. Còn cái background này tôi không biết sao xe về, tôi không biết sao mà lưu về, cho nên tạm thời tôi sẽ lấy cái background khác nha. Sao mà slide nè, tôi không biết sao xe về, tôi lấy hình khác. Cái hình này sao được, mấy hình này sao được, mấy hình này sao được. Rồi ok. Anh vô. Nói chung là cái này có nhiều cách làm lắm. Nhưng mình tùy theo mà mình suy nghĩ cách quản lý dữ liệu đâu, đã quan trọng cách tổ chức dữ liệu của mình để hiển thị ra thôi. Đó. Rồi. Đầu tiên là làm header trước nha, đăng nhập quản trị mình sẽ làm header, bỏ logo và bỏ mấy cái thông tin này đây luôn. Đây. Trước khi làm cái header thì phải tạo bay trước, cái chưa có tạo bay sao làm header được, sao làm cái menu được, cho nên là tôi sẽ tạo cái bay trang chủ nè, bất động sản nè, tạo được hết mấy cái bay này đó. Tạo hết mấy cái bay này trước. Đúng. Rồi, mình sẽ vô mình tạo trang. Mấy cái trang này đây mình tạm thời xóa đi nha. Mình chờ lại mấy cái trang nào mà của lại mấy cái trang nào mà có ghi chú kế bên, còn như xóa đi. Xóa thùng rác luôn. Áp dụng. Ở đây tôi sẽ làm demo là trang chủ bất động sản, ký gửi bất động sản miền Bắc ha, và so với giá miền Trung miền Nam này tôi cũng làm. Tôi làm với thị trường thôi. Thì tôi sẽ tạo ra một cái tạo đầu tiên tôi tạo trang chủ ha. Đó. Trang chủ thì mình chọn đó là Vương Quýt luôn ha. Rồi mình đăng. Trang chủ rồi, bất động sản sang miền Nam đi.
Rồi mình chọn mẫu bắt đầu full width luôn. Rồi trong đây có Novaland, Vinhome, Hương Thịnh, Nam Long ha. Bạn đang làm cái các bạn để nguyên đi, đừng không làm theo cái của tôi cũng được. Cái tôi chút xíu là làm một trang duy nhất thôi để mình làm theo thôi, làm một trang duy nhất bất động sản thôi. Mình làm theo chút xíu làm cái ruột đó thì mình làm tôi đang làm cái sườn cho giống cho bạn thấy thôi. Giờ các bạn chút xíu bạn các bạn là thực hành theo là một trang duy nhất thôi. Một trang nào đó thôi, chút xíu tôi làm một trang thôi, chút xíu tôi thiết kế một trang thôi. Rồi. Novaland, Vinhome nè ha. Novaland with Novaland là con của ông sáng miền Nam. Con ai nè, con của sáng miền Nam chọn vô ha. Rồi Vinhome và Hưng Thịnh Nam Long. Vinhome, tạo thêm Vinhome ha. Tạo một nhỏ Vinhome luôn này. Không còn. Ở đây được rồi. Để tạo một nhỏ làm sao này? Ấn trang của nó. Ừ, tạo một nhỏ là tạo tiếp một nhỏ vậy thôi. Ấn trang của nó là Vinhome. Ừ. Rồi, rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ tạo tiếp thị trường. Thị trường ở đây là dạng gì mình lít vô mình coi.
Thị trường nó là dạng tin tức, chắc mình nghĩ là dạng tin tức. Thị trường là tin tức đúng không? Nó thì mình thị trường mình tin tức thì mình tạo một cái bài chuyên mục vào thị trường. Nó là tin tức, cái dạng tin tức nè. Chứ không phải là dạng tin, nó dạng dự án nha. Dự án thì mình làm bay hết rồi. Dự án này nó tất cả mọi thứ nó làm bay. Cho nên thị trường mình thị trường đây mình mấy này bỏ đi hết đi. Xóa hết đó. Cho nó gọn ghẽ nè. Giới thiệu là nào khác, tùy theo mình suy nghĩ cái dữ liệu của mình chứ không phải bắt buộc theo tôi. Đối với cái bài này mình làm giống vậy á, thì thị trường á là dạng tin tức thì mình làm dạng tin tức. Hiểu không? Rồi thị trường. Rồi nha, mình tạo xong rồi mình mới vô mình gọi vô. Đó, giờ mình vô mình gọi vô nè. Gọi vô là mình vô giao diện menu. Rồi, lấy cái menu cũ mình xóa đi, mình tạo menu mới hoặc mình lấy cái menu cũ của mình đây nè, mình bỏ vô. À, trang chủ nè, nông sản miền Nam. Rồi, chuyên mục nè, đó, đúng rồi, làm này trước đi. À, làm đi này trước. Thị trường nằm ở chuyên mục, phải nằm trang. Kéo vô. Nó dùng vậy. Rồi ở đây mình sẽ chuyên mục thì mình sẽ là thị trường. Nó dùng vậy. Thì mình sẽ có đủ cái rồi ở đây mình cho một cái menu ha. Đó, luôn. Đấy, cái nào đưa qua là kéo qua thôi. Những cái cũ xóa đi. Cũ đây mình chọn đây mình xóa đi nè, xóa bỏ nè. Rồi xong mình đưa những cái mới của mình qua. Ừ, rồi xong cái là phần menu mình xong không? Phần menu với phần tạo trang cấu trúc mình xong. Đúng không? Mình sẽ ra mình xem thử lại coi ok chưa ha. Đó. À, đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái trang chủ chưa? Làm tiếp cái phần header. Header mình tùy biến nè. Tùy là cái header nè, assert header nè. À. Rồi làm logo, mình thay logo header, mình sẽ thay logo ha. Rồi header rồi, sau đó mình mấy cái nào cũng cần thiết mình bỏ đi. Menu nằm trên kế logo nè, mình thấy nè. Cái này nằm kế logo nè, đúng không? Đó. Rồi mở luôn cái thằng kết nối bất động sản phát triển Việt Nam nè, chữ này nè. Mình mở luôn, cái này nó sẽ nằm ở trong cái chỗ là top 3. Enable top 3. Enable top 3 cho mở cây này lên trước cái đã. Rồi sau đó là bánh ăn cưa có HTML1 nè. Chỗ này mình đang muốn cái chữ nằm ở chỗ đây đúng không? Thì bánh ăn cưa có HTML1. Chán vô. Đó. Đó rồi. Rồi. Rồi sau đó coi cái top 3 này cái màu đúng chưa? Màu này đúng với màu chưa? Đúng với màu rồi thôi. Còn chưa đúng thì mình sửa màu lại. Đúng màu gì đó thì mình sử dụng công cụ là Colorcop nè, Colorcop để mình lấy cái màu. Tải công cụ Colorcop về để mình hút cái màu ở đây cho làm giống màu hút nó về đây. Lấy cái màu đem qua cho giống màu, còn nếu mà không muốn màu thì đây bắt ra color nè. Dán đây nè. Nó thì giống màu thôi.
chưa? Đó. Rồi, tới đây bên đây là để gì đây? Bên đây là ta để gì? Bên đây để địa chỉ email số điện thoại đúng không? Bên đây để gì? Email số điện thoại mình đấy, lấy contact bỏ ở đây. Contact đâu rồi? Đó, ở đây. Đó. Rồi mình nhập email số điện thoại vô đây, bánh ăn cưa của nó để nó hiện lên nè. Hiện lên đúng không? Rồi bánh ăn cưa. Bánh cưa ở đây mình sẽ nhập lại email số điện thoại nhập vô email nè. Email tôi nè. Ừ, rồi số điện thoại, email số điện thoại. Rồi vị trí địa chỉ gì đó mình nhập vô ha. Nhưng mà đây mình để icon nó ly thôi. Đó. Rồi chỉ hiện icon thôi, đừng có hiện show ra hết vậy đó cho đẹp, ví dụ vậy. Đó. Rồi tiếp tục. Tiếp tục cái menu này, menu tới Google. Cái này sổ sổ icon này đem lên trên này luôn, nó nằm trên này. Đó. Sổ sổ nè, sổ sổ icon là mạng xã hội đó, ở đây. Rồi bây giờ tiếp tục tới cái logo, bánh ăn cưa logo để mình thay đổi logo nè. Logo nè. Logo là đâu vậy rồi, đổi logo thôi. Remove logo này. Set set may tải file lên, tải logo lên. Tải logo lên, logo nãy tôi đặt ở đây. Cộng sản nè. Có logo vô. Mình sẽ có logo thôi. Rồi chọn nó. Ừ, chưa để hiện lên logo. Rồi bây giờ coi bên đây coi sao nữa. Logo bên đây chữ lớn nè, đúng không? Chữ lớn đúng không? Chữ lớn mà sát bên đây nữa thì mình chỉnh lại. Chỉnh cái logo nó kéo logo nhỏ lại chút nữa. Đó. Rồi tiếp theo tới đây là tới header main là nguyên cái cây bự á, mình chỉnh nguyên cây bự. Đó, đặng cho chỉnh cái thằng không cái này lớn nè. Size nè cho bự rồi, chữ bự nè. Bự lên chút luôn. Nghĩa là cái chữ menu này nó lớn lên chút, đúng không? Đó. Rồi bên đây gì nữa? Bên đây có gì nữa không? Hết rồi, nhiêu đó thôi. Muốn màu kia chỉnh màu kia thôi. Đó, màu gì? Hả? Cái nào màu xanh? Nó không gần giống thôi, làm chi giống. Rồi, đó, ví dụ vậy. Đang nè, đang xong. Đó, thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mình set cái trang chủ làm trang chủ ha. Cái trang hiện tại là nó chứ nó không phải trang chủ là trang chủ. Mình set trang chủ làm trang chủ ha. Thì mình sẽ quay vô phần cài đặt. Đọc nè. Hồi nãy mình xóa trang chủ rồi, mới tạo trang chủ mới thì phải set trang chủ làm trang chủ. Nghĩa là mới tạo trang chủ thôi nhưng chưa có là set nó làm trang chủ nè. Trang nào là trang chủ thì nó là trang chủ của mình, trang tên trang chủ là trang chủ. Mình chưa làm thao tác đó. Đúng rồi. Nếu làm thao tác này thì mình hiện lên, nó hiện lên, nó không phải hiện trang chủ, nó sẽ hiện cái trang lock lên trước. Trang lock chính là cái trang tin tức. Đúng rồi, trang chủ là trang đầu tiên. Rồi, mình sẽ quay lại cái logo và quay lại trang chủ trang đầu tiên nè. Nói dụ vậy, bây giờ mình sẽ thiết kế tiếp phần bên dưới này. Đúng không? Phần bên dưới này là gì? Là thiết kế trang chủ trước. Trang chủ của thằng này là như thế nào? Thiết kế trước nha. Từ từ vô những cái trang con bên trong. Nếu mình tạo được cái sườn rồi, trang chủ là đầu tiên slider bất động sản miền Bắc là bất sản miền Trung nè, bất sản miền Nam nè, nhớ chưa? Mình phải vô. Bây giờ mình sẽ làm cái slider trước. Slider này làm sao? Thì đầu tiên cái trang chủ này á, mình sửa trang Edit Unit Builder, thấy không?
Rồi sau đó mình mới add element. Mình mới là đưa cái slider vô trước, đúng không? Slider đưa slider vô thì có hai cách đưa. Một là mình tự thiết kế, hai là dùng custom todo lấy ra. Ở đây tôi sẽ chỉ các bạn cách mà mình dùng custom todo lấy ra cho nhanh, chứ không cần phải về tự thiết kế như custom todo. Custom todo rồi sau đó. Custom todo là người ta làm sẵn cho mình hết trơn rồi, mình chỉ cần lấy ra xài thôi, còn mình tự thiết kế là khác nha. Custom todo ở đây mình sẽ chọn một cái gọi là banner, đầu tiên banner ha. Banner, hero banner. Mình sẽ chọn một cái banner, mình muốn mấy cái banner, mình muốn mình có 3 banner thì mình chọn 3 banner, muốn 2 banner mình chọn 2 banner. Ví dụ mình đây mình muốn có một cái banner đi. Không, không chọn mình cái slider thôi chứ không thể nào mà giống y cái slider, slider kia hình khác mà mình hình khác, mà mình chỉ lấy cái chức năng slider rồi mình đổi hình của mình. Mình đâu bán hàng giống người ta đâu, mình lấy cái gì ta, đúng không? Mình sẽ lấy cái slider của lấy cái loại banner ha. Ví dụ như là cái nào mình muốn, dù mình muốn tôi là như thế nào, tôi muốn tôi là nhiều tấm hình kết nối với nhau thì tôi lấy cái này, hoặc tôi muốn một tấm hình thì tôi lấy cái nào lớn lớn to to lên chút, ví dụ như vậy, chứ không phải bắt buộc. Ví dụ lấy cái này đi, cái này, hoặc là mình lấy cái này, đúng không? Cái này tùy theo mình thích, mình muốn lấy cái loại nào. Thí dụ ở đây, thí dụ tôi sẽ lấy cái này đi, banner này nha, inbox một cái, xa, chui vô. Đó, cái này lấy một cái thôi. Rồi tôi sẽ duplicate lên cái này, hiện tại là kích thước có bao nhiêu. Thước bao nhiêu thì mình để về coi cái này, cái thước nó rất là cao. Thì mình sẽ bấm đầu chuột cho nó, vô cái hình này, mình coi cái hình này, mình muốn thay đổi thành hình khác thì mình thay đổi đây. Và kích thước ở đây nó là bao nhiêu, 900, chiều cao 900, mình sửa lại khoảng là 500 thôi. 500 và 600, 550 đi. 530 đi, đó. Rồi, ở đây chụp hình ảnh là tôi sẽ chọn bánh răng cưa ở đây, option đó nè. Option đó tôi sẽ xóa hình này đi và tôi mới lấy hình của thằng này vô. Nếu mà mình chọn hai hình nó tự thay đổi hướng đúng rồi. Rồi tải file lên. Slider. Đó. Apply. Red. Chờ một xíu nha, chú lên hình này, đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ duplicate này lên để mình làm tiếp một cái nữa. Duplicate này xuống dàn cái nữa ha. Đó, rồi mình sẽ đổi thành thứ hai. Thành thứ hai. Apply lên. Hình thứ hai là hình này. Đó. Rồi bây giờ hai hình này mình sẽ gom lại thành một cái slider, chứ không phải là hai hình đi xuống. Để làm được hai hình này là một cái slider đó, thì mình sẽ làm add element em một cái slider. Đúng rồi. Slider apply nó. Rồi kéo slider lên đầu tiên. Rồi bỏ hai cái section này, hai cái section này mình để đặt tên đó là slide slide 1 đi ha. Mình cho dễ biết. Slide 1. Dưới đây đặt tên là slide 2 cho dễ biết ha. Rồi sau hai cái này mình gom chung nó lại trong group nó lại bằng cái slider. Khi mình có cái mũi tên nó chỉ qua là đóng, mũi tên nó chỉ xuống là mở ra. Xong mình mở nó ra xong mình mới dục hai thằng này vô đây, quăng nó vô trong đây, quăng nó vô trong đây. Là mình được cái slider đây, đúng không? Xong update. Đúng không? Update xong rồi mình mới qua đây mình coi thử nè, ra một cái trang mới của mình ở đây. Mình copy cái này đi. Này để đây làm thiết kế nha.
Rồi, sẽ vũ rồi. Rồi. Đó, được ha, ra được cái này được. Đó là tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần dưới đây. Dưới đây là dự án bất động sản miền Nam, dự án bất động sản miền miền Bắc, miền Nam, miền Trung phải không? Thì đây mình không làm bất miền Nam, miền Bắc nữa, tôi làm dự án bất động sản gì đó ha, dù đây. Miền Nam là nguyên cục này, tôi sẽ làm dự án Novaland, dự án Vinhome, dự án Hưng Thịnh ha, Hưng Long ha, Nam Long ha. Đó. Đó. Rồi bây giờ làm tiếp. Làm tiếp là bây giờ mình sẽ có làm cái này, cái cục này. Cái này. Cái này làm sao? Bây giờ mình sẽ thiết kế tiếp S element. Cái này phải tự thiết kế chứ không có sẵn nha. S một cái section trước. Đó, section trước. Rồi, like. Nó dư ra ha, dư ra cái này tao bấm nó bị lag, nó dư ra cái này delete bớt đi. Và đặt tên đây là dự án Novaland đây. Đó. Rồi, tiếp đây bên trong đó mình sẽ làm tiếp S2 section, mình sẽ làm tiếp là một cái cái này mấy cột đây, mình coi coi. Bên đây muốn chia mấy cột, ví dụ mình chia muốn 3 thì mình chọn 3, muốn chia 4 thì mình 4 ha. Chọn 4, mình chọn là 3 cột. Ha. 3 cột. 3 cột. Apply. Ha. Đó. Rồi tiếp theo cái tiêu đề phía trên là S2 Session. Tôi Session mình chọn cái test. À, cái test này mình test. Đoạn văn bản. Đó, rồi. Đây là dự án Novaland. Đó. Cái này mình để là H2 ha. Rồi kênh giữa là đậm lên. Đó. Cái này mình cho nó nằm trên cái hàng rau này luôn. Là cái này ha. Mở xong cái sườn rồi, giờ mình bỏ vô, mình bỏ hình vô. Đầu tiên là cái hình gì? Đầu tiên đây là hình là dự án. Ví dụ nói dự án này của Novaland đi, tôi không rành nha, tôi lấy nguyên cái này luôn. Dự án này đi. Xé hình này trước. Theo. Đó. Cell này về thì dấu cộng gọi cột cái đầu tiên. Mình sẽ kiếm email box là vừa có hình và vừa có chữ. Rồi. Tải file lên, tải cái hình nãy lên. Hình nãy lên là hình này. Ví dụ vậy. Rồi view. Rồi tiếp theo tới cái này thì mình cho cái chiều cao của hình là 43 đi. Cho nó đẹp. Tùy theo mình muốn hình mình nó cao thì mình chọn kích thước khác. Tôi chỉ để chiều cao 75% thôi. Đó. Rồi tiếp theo tôi mới bấm vô chỗ test này, tôi copy test này vô. Copy test này vô ha. Cái test này. Nguyên này vô. Tìm mua cái link của người ta đi. Đó. Trên trái là ví dụ canh vậy đi. Đó. Cái này thì mình chọn con A đi, mình lia nó đi, tại mình cấp qua nó sẽ bị ấy, lia hết đi.
Rồi cho nó dễ. Này đậm lên, màu vậy mình chọn vô. Còn ba cái icon là tính sau, icon tính sau. Rồi. Ví dụ sau khi mình làm xong không? Xong rồi thì mình sẽ cúp đúp cái này lên nè. Mình đem qua mấy cái kia mình thay lại hình thôi, thay hình thay tên thôi ha. Đem qua mấy cái cột bên này, đúp cái cây để ra cái rồi ghi qua đây. Ờ được bên đây một cái nữa. Rồi đúp cái cây. Đúp cái cây. Rồi sau đó mình lôi xuống ô ô bên này. Nó mình được 3 ô. Đó. Muốn ra nữa, muốn 6 ô á thì mình đúp cái lớn này nè. Cái rau này một hàng nó là 3 ô. Ba cột. Thì mình đúp nguyên lớn thì đúp đôi cây nguyên lớn thì cha nó sẽ đúp đôi cây theo. Đúp đôi cây xong mình sửa lại mấy cái này, sửa hình lại theo cái mình muốn nha. Thôi là mình sẽ ra được cái dự án như đây. Đó, nha. Được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ làm tiếp là những dự án tiếp theo còn lại của mình, giống như là như Novaland, Vinhome gì đó. Mình làm tiếp thì mình cần đúp cái cây nó ra thôi, đúng không? Thì ở đây mình sẽ làm nhanh, dự án này làm xong đúng không? Mình sửa xong hết rồi đúp cái cây này ra nè, đúp cái cây ra thì mình sửa lại là dự án gì đó. Dự án này là dự án Vinhome với chẳng hạn. Đó, Vinhome. Vinhome rồi sau đó sửa tên vô đây, dự án Vinhome. Đó, chẳng hạn nha. Đó, apply. Rồi dự án Hưng Thịnh, dự án Nam Long. Đó, mình làm tiếp như thế vậy ha. Mình giúp cái cây ra, mình làm tiếp như thế. Mình sẽ ra được một... cây nè. Dự án Hưng Thịnh. Rồi dự án Nam Long. Đó thì mình sẽ đắp cái cây, mình sẽ có một cái trang như vậy. Đó. Đó, dự án này, dự án đây. Mình refresh lại mình sẽ coi. Ở đây lít chưa ra nha, mới show thôi, show nhiều từng cột ô thôi. Lít vô cho có hết nha, giờ mình mới làm tiếp phần lít vô trong nè. Đó, vô xong này đi, như đây là đủ ok ha. Đó. Ví dụ cái tiêu đề này thấy xấu quá, muốn làm tiêu đề nó đẹp hơn chút thì cũng được. Sửa làm tiêu đề khác, nếu ví dụ cái tiêu đề đây cái chữ thô nó không thích, làm cho nó đẹp đẹp hơn chút thì mình xóa tiêu đề đi. Delete nó, delete tiêu đề đây, mình add to section, chỗ đó mình kiếm cái tiêu đề title nè. Title đây thì nó nhìn nó có đường kẻ nó đẹp hơn chút vậy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, này dự án gì đây? Dự án Novaland H2. Rồi sau đó mình muốn là center hay là led bone, dù center đi. Đó. Kéo lên trên. À. Đúng không? Cái cây thì nó khác chút. Nó đậm hơn chút. Đó, vậy đó, còn chữ không thì cũng được, tùy thích. Đúng không? Rồi giờ vô mình vô mình làm từng cái nè. Vô mình mỗi cái này mình làm từng cái lên bay trỏ vô. 10 dự án là phải làm 10 cái lên bay. Là một cái lên bay xong copy ra, xong mình sẽ thay tên đổi họ lại. Giờ mình làm đây mình làm một cái cho chuẩn chu trước đi. Chuẩn chỉnh chu trước đẹp.
sau lấy cái đó mình copy ra những cái khác, mình làm gì cái khác cũng giống vậy, thay hình vậy thôi, thấy không? Rồi chỗ này chưa kéo lên nè, thấy chưa, chỗ này nằm tuốt cái đây nè, không kéo nó lên, nãy mình kéo nó lên nhưng mà mình chưa có lưu. Rồi bây giờ làm tiếp thằng con á, bên đây thằng con là lích vô đây, lích vô đây dự án Văn Đồn nè, Quảng Ninh nè. Ở đây nó đầu tiên nó có gì? Hình này cái gì? Cái hình bye bye này cái gì? Ok, hình này làm được luôn á. Có cái hình này mới làm được. Cái hình này lấy đâu ra đây, hình này đây, cái hình này lấy được nè, đúng không nè, tích phải vô F12 nè, mình lấy được nè, tích phải vô đây mình chọn ở đây nè ha, rồi sau đó mình sẽ lấy con chuột nè, mình ghê vô cái vùng mà cần lấy nè, ở đây nè, nó sẽ ra cái chỗ IMEI nè, tới đây mình là lít thôi, đây mình sẽ lấy được cái hình này, coi đâu lấy được hình này, đúng không, lấy được hình này gì đó rồi hình này xong rồi, cái hình mà hình của đi cầu nè, cái hình của cầu luôn, sao cái câu này coi làm được không em, nếu mà trong lá sơn có sẵn thì tôi sẽ hướng dẫn mà làm, còn nếu mà không có sẵn thì sợ nó phải là mới coi có làm được hành động không em, để coi kỹ nghe, làm được thì mình sẽ làm, không được thì mình sẽ này phải cut thêm. Rồi ha, tôi làm thử cái này cho các bạn coi ha. Rồi bây giờ đầu tiên mình phải tạo một cái trang. Tạo trang ha. Đầu tiên mình tạo cái trang này trước. Không có cái trang này dự án gì đó đây ha. Có trang trước, tạo trang trước. Cái trang này trang chủ thì sao mà đóng đi. Làm trang khác. Rồi bây giờ mình tạo trang mới nè. Rồi mình sẽ tạo trang dự án gì đây, dự án này là dự án này đây nha, Văn Đồn. Con của Bình Hôm đi, tạm thời con của Novaland đi ha, nó tạm thời vậy đi. Rồi cái này mẫu là full trang. Không, này là bay nó bất động sản, cái dạng này landing bay mà, thiết kế tự do mà. Dạ. Ừ. Rồi sau mình copy cái đường dẫn vô. Đó, đường dẫn. Đó. Đúng rồi, đường dẫn này nè, đó đường dẫn này đúng không? Chứ mình copy vô. Dạ. Thiết kế xong đi, mình copy vô. Bạn tưởng đó là cái đó mình theo như cái chuyên mục chứ không là không, chuyên mục là ống hay, là bằng bay nó mới hay. Đó, mình sẽ edit video này để mình bỏ vô. Mình thiết kế vô.
Mình có thể thiết kế khác kiểu này cũng được ha. Đây tôi làm đại vậy thôi, chứ không phải là bắt buộc phải theo. Tôi làm thử một cái cho bạn coi thôi. Rồi mình chọn một cái banner ha, banner ha, banner để lấy cái hình bỏ vô ha. Rồi banner tôi để là banner dạng trống đi. Trống rồi. Apply nó. Và tôi bỏ hình vô. Bỏ cái hình nãy vô. Hình nãy là hình dự án gì đây nè. Đúng không? Rồi vô vô. Apply. Vết thì cái chỗ hình chữ này mà bỏ đi ha. Đó, chữ này bỏ đi luôn. Rồi giờ cứ hiện cái hình lên. Từ máy tôi nó chậm nên nó như vậy rồi. Bỏ add to banner nè, mình add một cái email vô đây. Email mình sẽ bỏ qua đi cầu vô đây. Rồi mình cho đi về nhỏ lại thôi. Kéo qua đi cầu này nằm ngay chỉ ngay vị trí dự án mình nhé. Giống như người ta làm này. Ví dụ ngay đây đi. Đó. Còn hiệu ứng ở đây nó có hiệu ứng gì đây? Hiệu ứng à. Hiệu ứng thì animation. Ứng à. Rồi. Một cái vậy đi ha. Rồi mình mới chạy thử nó ha, chạy thử mình coi. Mình quay vô cái chỗ này mình review nó, review thử. Mình nói là một cái mình ra mình coi thử coi như thế nào. Nhưng mình sẽ được cái banner ha, mình ra mình sẽ thấy được cái banner. Đó. Ha. Còn cái kiểu nhảy nhảy kia thì tạm thời để mình hướng dẫn sau. Cái phần đó là phải liên quan đến viết code thêm ấy, nó mới có hiệu ứng là nhảy nhảy đây. Cái này chỉ vô cái này đúng không? Chỉ vô cái dự án bên này. Sửa lại cho đúng nha. Banner. Nào mình sẽ kéo cái này cho nó đúng ngay đây. Apply nó. Banner này mình cho nó cao lên chút đi. Này để 500 nó thấp quá. 560 đi. Rộng ra. Cái này mình chỉ vô đây. Đó.
Đó. Đó là một phần đây ha. Rồi tiếp theo xuống dưới đây mình làm tiếp. Dưới đây mình sẽ làm tiếp. Đây có cái hình tròn đây nè. Hình tròn như đây nè. Đúng không? Cell hình tròn đem về luôn. Hình tròn nè. Hình tròn này mình bỏ vô sao đây? Cái hình này mình cho nó là dạng đậm đi. Cho nó là original cho nó rõ. Rồi S2 banner, S1 cái hình tròn nãy vô. Tròn đâu rồi? Tròn đây. Rồi, hình tròn cho nhỏ lại ha, bự quá. Kéo nhỏ lại. Rồi, xong mình để ở đây. Cho lớn vừa vừa thôi. Ví dụ vậy, ví dụ xong một cái này đi. Nó nhảy lên vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp ha. Mình chỉnh lại coi cái chỗ này có cái hiệu ứng nào hay hơn không. Hover vô nó cũng là kim long. Rồi đó là xong một cái banner này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái này. Bên đây video và bên đây là gì đó ha. Dưới đây có hình nền, dưới này hình nền, dưới này mình phải có hình nền. Đấy, đây chưa có thì mình copy cái này thôi trước đi. Đó. Tiếp theo S2 element, S1 cái round. Cái round này hai cột. Hai cột. Đó, một cột, hai cột một bên bên đây hai cột bên đây cho dễ. Mình video mà, video hay cọc cái này thôi. Rồi. Bên đây mình sẽ bỏ một cái là test. Đoạn văn bản nè. Quên nè. Dán này vô, dán cái test này vô. Đó, bên đây video. Đó, video. Đó, video, bỏ video vô, có video bỏ vô, đây chưa có video tạm để video con mặc định đi ha. Giờ tìm video cho đúng nữa, hơi lâu ạ. Video, video bên này cũng được, video dán này cũng được nè. Copy URL nè. Đem qua. Ngồi chuột vô đây để mình đổi video lại. Dán vô đây. Video bên đây phải có là video không? Đó. Nhớ được cái giới thiệu rồi. Đúng không? Nếu như muốn có hình nền mình, nếu như muốn có background bên dưới thì phải cho nó nằm trong một cái section. Nếu như muốn có cái background màu gì đó thì phải có nó là section mới được. Mới cho một cái section nè. Con của section đó thì nó mới có background ha. Mình làm round không là không có background. Không có nguyên bát rau bự. Đây. Mở ra ha. Mở ra nè. Kéo này xuống. Cho con của thằng sách xanh nè. Rồi sau cái sách xanh này á. Mình mới cho nó một cái màu. Ví dụ muốn màu gì. Giống như màu của này. Màu này đúng không nó. Để ra màu. Giờ mình muốn có một cái mask gì, có một cái gì đó hay hay thì mask nè. Mask
sao đó thì nó sẽ có một cái mũi nhọn chỉ xuống, ví dụ như vậy. Rồi cái này mình cho nó chữ màu trắng luôn, option nó chữ nó có hai màu tối màu sáng, màu sáng chữ màu trắng thì thôi. Nó vừa xong được cái phần này đó, mình thiết kế tiếp. Thì coi mình thiết kế tiếp tới đây là cái gì. Vậy phố kinh lớn ba cái này, ba này làm sao chia làm ba ô, xong quất quất ba chữ vô đúng không, vô rau chia làm ba đúng không. Rồi nếu cộng đây test, test đầu tiên là cái gì đúng không, test đầu tiên là cái gì bỏ vô. Cho ra giữa đi, cho H3 đi. Và dưới cái test là gì? Dưới cái test này là cái button nút. Nút này nút loại nào, nút khi bấm nút ta hỏi mình nút mình muốn nút gì, nút tròn, nút vuông, nút méo, nút dài, mình chọn vô đúng cái ý của mình thôi. Đó, nút nào muốn nút nào, nút tròn, nút vừa tròn vừa thôi. Chọn vô apply. Tròn này muốn ghi chữ gì? Bút ngay. Đó, bút ngay có được phải ghi thôi. Bút ngay. Bút ngay này mình có thể là bút ngay bấm bút ngay là gọi điện thoại, bấm bút ngay qua Zalo đi. Liên kết làm Zalo.my gạch qua đây, bút ngay qua Zalo luôn. Mình bút. Ừ, nhắn vô đây. Đó, chỗ này cho ra giữa đúng không? Ra giữa muốn chỉnh con ra giữa phải vô thằng cha kiếm chứ không có chỉnh ngay chỗ thằng con được. Cha của nó center là con center. Đó, vậy đó. Dù xong mấy này xong đúng không? Delete mấy này đi. Tại sao delete? Tôi copy ra cho giống luôn nè. Duplicate này ra nè. Thằng cho duplicate thằng cha là thằng con tôi đi theo luôn. Duplicate thằng cha là thằng con đi theo luôn. Nút này muốn màu gì đó bấm vô đây. Nút này muốn màu gì đó thì do color nè, màu gì đây, màu 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 sắc. Hiệu ứng nút cũng ra không, hiệu ứng thì đây animation nè. Đó, animation là gì, up đi. Đó, ví dụ vậy. Rồi mình coi coi đây, mình coi đây. Ở đây là xong đúng không? Này ok. Bút kinh sớm. Hiệu ứng này đúng không? Đeo coi lại coi hiệu ứng này. Hiệu ứng đúng không? Hiệu ứng chưa chạy. Coi ấm chuột của bút tên này. Hiệu ứng này animation. Đó, nhảy lên nè, thấy chưa? Ứng mới nhảy đó. Đó, rồi. Tương tự giờ nút này cũng vậy, nếu muốn nút này ứng giống vậy thì mình copy ra. Đây nè, có option nè, copy option. Qua đây mình ở đây giá bad option nè. Đó. Mình cho nó giống luôn, bad option. Là giống những cái setup của mình ở bên nút bên kia làm sao mà setup ở đây vậy. Rồi tiếp theo cái hình này giống như nãy làm thôi, y vậy như hình trên banner thôi, đây y vậy bên kia thôi. Rồi bây giờ nhận booking chiết khấu nè, số điện thoại tư vấn nè, thì mình làm sao? Nhận booking này làm sao? Ví dụ như muốn tờ điền vô thì làm sao? Thì cũng giống vậy thôi, tôi làm cái này luôn nha, tôi làm cái chút trên tôi cũng làm nữa. Giống vậy tương tự thôi. À, bây giờ nhận booking tư vấn S2 sẽ thường, mình sẽ làm cũng hai cột. Hai cột. Bên đây là gì đây? Bên chính sách nè. Đúng không? Chính sách này. Ông vô đây. Test. Dán vô đây. Bên đây là một cái form.
CF7 là mình lấy cái form ấy, còn tắt form 7 á. Lấy cái form bỏ vô. Form này mình chọn người tắt form last đi. Đó. Rồi muốn có màu nền, muốn có hình nền, muốn có màu nền thì phải làm sao? Phải bỏ session. Session nó mới có hình nền, session. Đó, bỏ này vô session. Băng này vô đây. Rồi sau đó mới cho nó hình nền đây được. Muốn hình nền gì thì mình chọn vô. Hình nền gì đây? Sorry, cái này hình nền của thằng Rao, sorry, hình nền của session mới đúng. Hình nền session nè. Hình nền session đây, mình chọn vô hình nền đây, ví dụ đây. Rồi light, màu sáng. Đó. Rồi mình muốn cho nó có cái mát, có cái mũi nhọn, mũi nhọn thì mình chọn vô đây để có mũi nhọn. Đó. Vậy đó. Không. Rồi muốn cái này hở, muốn mà dòng trên, dòng dưới nó có khoảng cách với nhau á, thì mình dùng S2 session, rồi dùng cái gap. Cái gáp nè, cái gáp này cho khoảng cách đây cho nó nằm đây cho nó thấp xuống một xíu. Đó, dùng vậy. Vậy sau mà đó tương tự thì mình thiết kế tiếp những cái nào mình thích gì mình làm thêm. Rồi xong rồi không? Đó, rồi, bây giờ mình sẽ qua đây mình coi dự án này đúng không? Mình coi nè. Mình coi lại ok chưa? Ok xong mình link vô mấy cái kia. Link vô mấy cái kia, hoặc là dùng đường link này để mình chạy quảng cáo. Đó. Đúng không? Nè. Đó. Nè vô đây lấy link này, lấy link này link qua bên đây đúng không? Lấy link này link qua bên trang chủ nè. Trang chủ mình link qua. Tương tự với cái trang khác mình cũng làm vậy. Trang dự án NoNoLand mình cũng làm như vậy. Nhưng mà ví dụ mà người ta điền cái form đó cho mình xong thì mình sẽ nhận mail tôi sẽ hướng dẫn get lấy mail ha. Đó. Lên đây đúng không? Rồi link vô làm sao? Bây giờ mình mở cái unit builder của trang chủ mình link vô thôi. Này đâu còn hot chưa xem được, phải mua domain hosting mới kêu được. Đó, link dưới đây có đường link nè. Liên kết nè, dán vô. Một cái. Cái thứ hai là cái chỗ chữ này nè. Đúng không? Chữ này mình mới lên vô, nhấn vô đây hai cái ha. Apply update, lên từng cái mỗi dự án này là mỗi bay, mỗi làm, mỗi lên mỗi cái một lên bay lên vô, vậy là xong cái trang bất động sản thôi. Còn cái phần gửi mail đúng không, bạn kia hỏi phần gửi mail thì tôi sẽ hướng dẫn phần gửi mail vô trong đây luôn cho bạn nắm luôn. Ừ.
link ở đây nè, link ở đây ra link nè, gì đâu, dưới đây không có link thì không có thôi. Ở đây nó lít ra này ra dự án phi của mình, chỗ này nãy hiệu ứng nó quá đà, bị mơ cắt mất cái bằng đó, nó vậy thôi, thấy không, hiệu ứng quá đà này, giờ sửa lại hiệu ứng này thôi, thấy không, nó dùm quá đó. Rồi thì bây giờ tới cái phần này, gửi mail này mình cấu hình đâu, gửi mail này mình đang chọn cái quan trọng, mình chọn cái form nào thì mình sẽ vô mình cấu hình cái form đó. Thì trên cái kênh của tôi có cái video hướng dẫn cấu hình này, mình coi kỹ lại ha. Đây tôi chỉ nói sơ cái phần cấu hình cái mail này thôi, còn mình coi lại cái kênh của tôi có cái bài mà tạo trang liên hệ mà cấu hình email á, mình coi lại phần đó nha. Ở đây có phần là form liên hệ nè, form liên hệ, danh sách form liên hệ nha. À, tác phong lát nằm vô đây. Rồi đây cấu hình mail nè. Cấu hình mail ha. Đây là cấu hình sẵn rồi nè. Đây là nhận email nhận vô đây. Email nhận mail ở đây ha. Email gửi ở đây luôn. Tiêu đề là tên và gạch chữ liên hệ. Hoặc là tên gạch cái gì đó. Dự án gì đó. Rồi. Trong đây là những cái là dấu vuông á, là người ta nhập vô, dấu vuông người ta nhập vô, dấu trong quốc dấu hoặc vuông á là người ta nhập vô, là tự động ở ngoài đó. Rồi thấy cái này mình nhận mail nè, không, rồi cấu hình thêm cái nữa là UX, cấu hình thêm cái WS ra. Rồi HTTP nè, thì cái chỗ này là chọn là Embrace, chọn TSL. Email này của tôi giữ nguyên đó để nó mới chạy được. Email này giống mail server đó của tôi đăng ký Google. Bạn có thể đang tìm hiểu thêm về cách tạo cái mật khẩu hay lớp và tạo mật khẩu ứng dụng. Cách tạo mật khẩu ứng dụng để đổi lại email này. Nếu bạn có mật khẩu ứng dụng của email Gmail gắn vô đây thì bạn tạo. Khi mà cách tạo mật khẩu ứng dụng trên Gmail thì mình vô rồi mình tạo mật khẩu ứng dụng gắn vô đổi ra đây, còn không mà xài cái mật khẩu ứng dụng của tôi có sẵn ở đây. Còn form name là tên của website các bạn, email tiếp theo email address của bạn là xong. Sau khi mình có xong những đủ điều kiện này á thì vô chỗ cái phần dự án của mình thì mình mới có thể là mình người dùng mới có thể chạy quảng cáo, người dùng nhập vô cái form đó, người chạy quảng cáo người ta mình có thể nhận được mail ha. Ví dụ cái dự án đồ Quảng Ninh đây. Hồi nãy thì mình nhập vô. Vô nhập đây. À đây. Rồi. Rồi submit. Đó, mail từ điện thoại mới báo đúng không? Đúng không? Báo điện thoại. Rồi để dưới đó đó. Đúng không? Nó báo thành công, gửi mail, nhận mail.
Còn mình sẽ cài thêm một cái login để mình nhiều quá chạy quảng cáo sẽ nhiều quá thì mình sẽ có một cái login để mình có thể là contact form 7 nè. Contact form 7 CFTP nè. Đó, mình vô đây để mình có thể là mình download cái file Excel nó về. Download file Excel về là mình cài login contact form 7 lên. Khi mình làm vậy là mỗi dự án mình sẽ làm một form chứ không xài chung form. Mỗi dự án sẽ form là mình biết được ông này form nào. Mỗi dự án mình sẽ tạo một cái form. Vô đây contact form gì đó, mình tạo một cái form. Form liên hệ này mình có thể duplicate lên, tạo ra nhiều form liên hệ. Mỗi dự án mình lấy một form. Một cái form điền để cho mình phân biệt được dự án này, mình chạy một cái dự án này là của khách hàng dự án nào. Nên tôi đang xài contact form last thì mình có thể sao chép này, bấm sao chép ra là đặt lên là vừa liên hệ form liên hệ dự án 1, form dự án 2, dự án 3, dự án 4, mỗi dự án mình tạo một form riêng. Đó, thì lúc đó thì nó sẽ chia ra cho mình là lúc đó sẽ chia ra contact form này nó sẽ chia ra là mình từng ô dự án để mình biết được là file Excel này là dự án nào, file Excel kia dự án nào. Nha. Vô đây. Để phân ra cho mình. Đây contact form lại có hai ông. Có hai ông liên hệ bấm đây. Bấm đây mình xuất cái file này ra CSV là file Excel rồi. Từ đó mình mới có thể liên hệ là nếu nhiều. Còn không thì mình cứ nhận mail thôi, nhận mail là mình contact lại người ta. Nè đây nè, đó. Đó. Export file CSV. Được chưa? Thì mình xem lại cái bài của tôi là 22DM72 nè. Trong cái link của tôi là tôi quay đủ hết trơn rồi. Cái bài này là tôi dạy, tôi thấy có bạn ở đây mong muốn là làm cái web bất động sản nên tôi dạy luôn. Đó. Nhưng mà đây có đáng lẽ có cái bài chi tiết từng bài thì mình vô đây mình coi thêm. Có bài là tạo trang liên hệ nè. Bài tạo trang chủ làm sao? Nếu mình coi mấy bài này, coi lại bài này thì dễ hơn. Còn bài này tôi sọt ngang vô bự luôn, vô làm bút cái trang bất động sản luôn. Nếu như tôi không dạy trang bất động sản, dạy mấy kia thì cái trang này không có thời gian dạy, tôi tranh thủ tôi dạy luôn cho bạn nào dưới đây biết. Ví dụ đây mình sẽ coi cái bài thực hành tạo nè. Đầu tiên là thực hành xin sửa trang chủ nè. Rồi tạo em liên hệ nè. Rồi cấu hình cài login chat là login để mình liên chat Zalo á. Thực hành chỉnh sửa footer là cái dưới. Thực hành cái cuối cùng là thực hành cài cái loop USB rocket để mà có bộ nhớ két và nén hình. Khi mình xài mình làm mình sẽ có một cái công cụ để nén hình nè, cây zoom này nè. Để mình nén, nếu hình mình dưới máy tính mà up lên á, mình phải dùng công cụ này nén cho nhẹ chứ thôi mình để lên nặng nó cho web chạy chậm. Hiểu không? Hiểu chưa? Kết thúc cái video đây. Kết thúc video đây ha.